20 phút chào tất cả các bạn. Bữa nay mình show lên một siêu phẩm Barbie Get King Farm. Size tầm khoảng chừng một con cái. Khoảng cỡ 6 cm ạ. Cá này đầu rất là khủng. Còn nhỏ mà đầu rất là khủng. Cái dòng King Farm này Super King Farm này size nó tầm khoảng một con cái này mà cái đầu nó vậy thì quá trời khủng rồi đó các bạn. Bạn nào mà muốn chơi cá đẹp, cá khủng, cá vip của các dòng King Farm Thái Đổi Châu, nói chung là các dòng cá La Hán, thì các bạn liên hệ qua số điện thoại và Facebook của bạn Quốc Khánh để trên video á. Không mấy các bạn vào trang Facebook cá nhân của bạn Quốc Khánh để xem nhiều loại cá La Hán. Cảm ơn các bạn đã xem video kênh mình Tuyệt Phút.